Xin chào mọi người. Chào mọi người đã đến với kênh YouTube của Toàn Máy Bãi nhé. Hôm nay thì Toàn Máy Bãi lại xin hướng dẫn mọi người cách cắt một cọng xích, cắt nối một cọng xích như thế nào. Thì mọi người hãy theo dõi nhé. Thì cái này á, nếu mọi người chưa biết mà chưa thấy bao giờ thì cảm thấy nó là nó khó khăn, nhưng mà ai đã biết rồi thì thấy nó rất là bình thường. Và trên đây thì Toàn cũng kêu gọi mọi người đăng ký kênh và để nhấn chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất của Toàn gửi tới mọi người. Nói chung là chia sẻ những cái kinh nghiệm có, bán hàng cũng có, và giới thiệu những cái máy, những cái sản phẩm tới mọi người. Đây là cái hai Huana 268, thì nó bị thiếu cái thắng, thì nó đang gắn trên, nó là 68cc, piston của nó là 50 ly nha mọi người. Đó, nó piston của nó bằng Hu 272 à 372 mới bây giờ, thì nó gắn một cái lam 7 tấc, xích của nó là xích chân 75, vừa cái xích chân 3 chân 6 hiện tại ngoài mà đang bán ở thị trường Estin chân 3 chân 6. Thì cái xích của nó thì hơi 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 mòn, nói chung là mòn rồi. Thì rất tiếc là cái cọng xích sực, gọi là mình có một cọng xích kia nhưng mà nó lại dành cho lam 6, nó không vừa. Nói chuyện với anh khách thì mình cũng tặng luôn cho anh cái cọng xích mới đó, nhưng mà anh bảo thôi bây giờ thì đổi, tức là cái xích ngắn đó cắt ra xong rồi nối nối thêm vào, nối thêm một vài mắt kia vào để cho nó đủ xích thì ok thôi. Thì bây giờ mình tiến hành và hướng dẫn mọi người cách cắt cọng xích ra nhé. Thì cắt cọng xích thì mọi người phải có một cái dụng cụ, cái dụng cụ cắt xích như thế này. Đây là dụng cụ, đây bộ chặt xích nha mọi người, bộ chặt xích. Cái này là hàng tun nhé. Đó, hàng tun mới luôn mọi người, nay mới khuyều ở trên trong hộp thì nó có một bộ chặt như thế này và một cục kê. Cục kê này nó bán riêng nhé. Đó. Rồi đây thì mới nên chưa có làm ốc được, thì mình sẽ gá vào đây và dùng chân mình dẫm lại nha mọi người. Thì cắt thì mình có một cái cục này, nó có đánh số ở đây, xích 1/2, xích 7/16, 404, 1/2 là cái xích lớn nhất, xích hiện tại là đang cắt cho robot mọi người, máy robot. Còn đây là 1/4 này, 1/4 đây là dành cho xích chuột này. 325, 325 là xích lỡ của Hu này. Và 3/8 này, 3/8 là cái xích phổ thông bây giờ nhé. Bước xích phổ thông bây giờ, 75 này là cũng là phổ thông nhé. Đấy, mình sẽ đưa vào đây mình cắt đôi cái cọng xích còn đẹp này ra nhé. Cắt đôi nó ra. Rồi mình sẽ đưa vào cái ngay cái tim của nó như thế này. Đấy. Mọi người cắt thì cắt ở cái mắt mà nó không có cái mắt cắt này nha mọi người, đừng có cắt ở cái mắt này, sau này nó sẽ bị nó hơi khó nối nhá. Cắt ở cái mắt mà không có mắt cắt. Chúng ta đột hai bên cho nó đều nhau. Thì phép dùng chân nhé, dùng chân để giữ cái bàn cắt lại. Đưa ngay vào tim lỗ nhé, tim của cái đinh. Đó, chúng ta đột sơ cái để cho nó có cái dấu, để cho nó xuống đều hai bên, chung là nó cong xích của mình nhé. Đó, nó xuống rồi đó. Rồi, chúng ta đột lại bên này một cái nữa. Không biết mọi người có nhìn thấy không? Rồi, máy đang quay, ok.
nó xuống rồi mọi người. Khi nó ra thì nó sẽ như thế này. Đó, có một cái mắt. Chúng ta tách ra được như thế này rồi. Đây mọi người. Mọi người thấy chưa? Đây. Đây là cái mắt. Mắt ở đây. Ở phần trên này nó có một cái mắt này. Mắt nối này. Thì chúng ta đã bấm và tách nó ra được rồi nha mọi người. Đó, tách nó ra được rồi. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ bấm tiếp cái cọng xích. Bấm tiếp cái cọng xích mòn này ra nhá, để chúng ta tận dụng lấy một vài mắt xích để hai cái nó bằng nhau. Mọi người xem lại nhé. Vì là làm vội quá không không có chuẩn bị được cái không có chuẩn bị được cái đế này cho nó tốt, nó chắc chắn hơn, nhưng mọi người thông cảm nhé, phải dùng những chân. Bấm ngay cái cạch là nó xuống rồi nha mọi người. Đó, mọi người thấy đơn giản chưa? Quá đơn giản đúng không? Nó tách ra rồi nè. Đấy. Nó sẽ ra như thế này. Và chúng ta sẽ ướm lại nhé. Ướm lại, đo lại xong cộng xích nó dài bao nhiêu. Đó. Sau khi ướm vào, hoặc là chúng ta có thể đếm mắt. Nhưng mà tốt nhất là chúng ta nên ướm vào như thế này thì để chính xác hơn. Và nó hiện tại cộng xích kia nó ngắn hơn cộng xích này là 3 mắt nha mọi người. Thì mình cũng sẽ bấm ngay tại cái vị trí này. Bấm ngay tại vị trí này để mình gỡ cái mắt ra nhé. Để nối thêm vào bên kia. Chung là không có cái bộ đột xích này thì nó sẽ rất là khó mọi người ạ. Vì là mắt xích này nó làm nó rất là cứng. Nhất là những cái cọng xích bã như thế này. Nó làm chất lượng của nó rất là tốt. Chúng ta mà đục bằng tay thì không thể nào đục được đâu. Mọi người thấy không? Rất là cứng luôn. Đây là cái bộ đồ xích này nó đã dùng một cái công rất là dài rồi đấy, hai cái tay đòn rất là dài đấy. Chứ nếu như mà tay đòn ngắn thì rất là khó ra. Rồi ok. Tiếp theo thì mình sẽ nối nó vào nha mọi người. Thì đang làm có người gọi đến. Nó bị gián đoạn. Thì sau khi chúng ta tách được một đoạn mắt nối như thế này, cái phần mà ngắn thiếu đấy, thì chúng ta được như thế này mọi người. Thì chúng ta sẽ đặt vào đây. Mọi người nối lại thêm vào cái phần xích mà bị ngắn nha mọi người. Đấy. Chân xích là cũng là chân 75 này. Thì vì sao mà lấy mình không không dùng cái mắt xích mới?
tại vì một cái mắt xích mới có thể là nó sẽ không không có trùng với lại cái chân này thì nó chạy dẫn đến nó phá cái chuông. Đấy, mình lấy cái chân zin này. À, mọi người khi nối vào mọi người nhớ để ý là cái phần chiều của cái mắt xích này nhá. Cái chiều như thế này mọi người. Cái chiều này nó sẽ nằm bên dưới tiếp xúc với cái lam thì mọi người quay nó xuống dưới ở phía cái chân này nhá. Chứ mọi người mà đưa ngược lên như thế này thì cái xích nó sẽ bị ngược và nó tì lên, cứ đến đây là nó bị nhảy nha mọi người. Cái nhông đồng tiền á, cứ đến đây là nó sẽ bị nhảy một cái, nó bị cứng xích lại nha mọi người. Đó, mọi người đặt vào đây. Đặt vào đây. Và lấy chính cái mắt mà mình cắt ra đấy, đặt vào nha mọi người. Đây, bên này cũng thế nha mọi người. Đấy, mọi người cái mắt này thì nhìn rõ hơn này. Mọi người nhìn thấy chưa? Đặt vào đây. Thì hướng dẫn cho mọi người biết, để cho một giới thiệu cho mọi người biết, để mọi người biết là cái cắt xích và nối xích nó như thế nào thôi. Chứ còn tại vì đôi khi trong cái công việc của chúng ta mà nó không chuyên về cái này thì cũng ít ai mà mua một cái bộ cắt xích này về để về mà cắt xích của gia đình lắm. Đấy, sau khi đặt vào đây mọi người, đặt vào đây thì chúng ta sẽ tán lại thôi. Đó, mọi người gõ gõ cho nó im vào nhé. Người thấy chưa? Sau khi gõ cho nó hơi nở ra một chút thì chúng ta sẽ dùng một con ốc như thế này. Dùng một con ốc như thế này hoặc là chúng ta dùng chính cái phần này đặt vào đây, nhưng mà chúng ta dùng con ốc thì nó sẽ dễ hơn, tại con ốc nó nhỏ, chúng ta cũng làm nó sẽ dễ hơn. Táng nhẹ một cái để cho cái đầu này nó lú lên mọi người, cái này nó sập xuống y cái dấu của nó luôn. Mọi người gõ làm sao cho nó vừa bằng nhá, nó vừa nở ra. Đó, và đừng cho nó kẹt quá. Tức là đừng cố đập nhiều quá thì nó sẽ bị kẹt xích nha mọi người. Đó. Mọi người thấy chưa? Cái mắt xích nó im rồi này. Mắt xích nó im rồi nhá. Này là nó không thể nào tuột ra được nữa rồi này, nó nở ra như thế này. Và tiếp theo chúng ta nối lại. Và khi nối chúng ta nhớ là để thẳng cái xích ra nha mọi người. Chúng ta để thẳng cái xích ra như thế này. Tránh cái tình trạng nó bị xoắn nha mọi người. Lỡ mà chúng ta mà bị xoắn một vòng như thế này xong rồi chúng ta nối vào thì sau khi nối thì sẽ không thể nào gỡ ra được. Mọi người hiểu không? Chúng ta để thẳng cái thằng xích ra. Và tiếp tục đưa cái mắt nối vào. Lại làm giống y như hồi nãy toàn hướng dẫn vậy. Đó. Khi táng nó hơi nở cái đầu này ra nó sẽ không rơi ra được nữa thì chúng ta đưa con ốc này vào nhé. Táng nhẹ một cái thôi. Táng nhẹ cái là nó sẽ tụt xuống. Đó. Tụt xuống để làm gì? Để cho hai cái mép này nó ôm lại nha mọi người. Để cho hai cái mép này nó ôm sát vào nhau này. Đó, kỹ thì chúng ta làm chậm làm nhẹ thôi, đừng có tập
mạnh quá, nó cong xích. Đó. Nó rất là nhẹ nhàng mọi người. Đó, rồi ok rồi nhá. Đó mọi người thấy sau khi nối thì mất mất hai hai mắt. Mất hai mắt bị gọi là bị sao nhỉ? Bị mất hai mắt bị xấu. Do là mắt cũ. Rồi ok, giờ mình ráp vào làm thử xem nhé. Đó, sau khi ráp vào thì chúng ta thấy này, nó sẽ lú ra một ít như thế này. Đó, đây là cái phần ba mắt hồi nãy nó bị thiếu. Thì bây giờ sẽ gắn vào máy và nổ thử cho mọi người xem nhé. Đó, bây giờ chúng ta tiến hành là tăng xích lên nhé. Đưa vào, chúng ta siết và nhả ra một tí, siết ốc và nhả ra một chút xíu để đưa cái xích nó căng lên, một cách là vặn con ốc căng này nhé. Đó mọi người này, kéo như thế này thấy nó nhẹ nhàng là được nhé. Đó, ok nhé. Khi tăng xích mọi người nhớ cầm cái xích kéo lên như thế này một chút để cho cái lam nó hơi hơi vểnh lên, hơi đưa lên trên một chút và để nó siết ốc nhé. Rồi ok, giờ tiến hành nổ thôi. Máy này thì nổ rất là lực mọi người ạ. Cẩn thận cái áo này nó cuốn vào trong cái xích. Bán máy cho khách mình luôn luôn cầm thử hơi như thế này. Nếu như mà cầm ấy, phải tắt cái này chứ, cầm mà cái hơi mà nó tụt ấy, thì nó sẽ cái hơi đó rất là yếu nha mọi người. Nhưng mà có thể là cái máy đó một số máy nó giảm áp, nó dùng giảm áp ở trên cái nòng, trên cái đường xả thì nó sẽ nhẹ, nhưng mà cái máy này nó không giảm áp thì bắt buộc nó phải rất là cứng này. Đó, giật lại nhé. Công tắc. Mọi người thấy cái gam tì ngon không? Rồi, ok. Đó, đã hoàn thành xong cái máy để giao cho anh khách nhé. Xin cảm ơn anh khách Mai Phú Thọ đã ủng hộ cái máy này bên kênh YouTube Toàn Máy Bãi. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người những cái video tiếp theo. Đừng quên like và subscribe, share, nhấn chuông nhé để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh YouTube Toàn Máy Bãi nhé.